Tiểu sử Đức cha Phêrô Trần Đình Tử, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Đức giám mục Phêrô Trần Đình Tử sinh ngày 2 tháng 3 năm 1937 tại Thuần Túy, nay là xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo phận Thái Bình. Năm 11 tuổi, ngài nhập học tại Tiểu chủng viện Mỹ Đức Thái Bình. Sau khi Hiệp định Geneva có hiệu lực, ngài di cư vào miền Nam, học tại Tiểu chủng viện Phan Rang. Sau một năm học tại Tiểu chủng viện Phan Rang, ngài được cử đi du học tại Học viện Alberto, Hồng Kông và tốt nghiệp chuyên ngành triết học năm 1955. Sau khi trở về Việt Nam, ngài được cử đi giúp sứ và dạy học tại trường Nguyễn Duy Khang, thành phố Sài Gòn. Từ năm 1961 đến năm 1965, ngài học phân môn thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngày 29 tháng 4 năm 1965, thầy phó tế Phêrô Trần Đình Tử được phong chức linh mục do Đức cha Giuse Trần Văn Thiện, giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho cử hành. Sau khi được phong chức linh mục, ngài được bổ nhiệm làm linh mục phó sứ, giáo sứ lễ trang hạt Phú giáo, giáo phận Phú Cường. Một thời gian sau, ngài được điều chuyển làm linh mục phó, giáo sứ chính tòa Phú Cường. Năm 1968, cha Phêrô Trần Đình Tứ được cử đi du học tại Roma và đạt được hai văn bằng tiến sĩ giáo luật và cử nhân phụng vụ. Sau 5 năm du học, ngài trở về Việt Nam và được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Tiểu chủng viện Thánh Giuse Phú Cường. Đến năm 1975, ngài trở thành giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Phú Cường và giữ chức vụ này đến năm 1988. Từ năm 1987, cha Phêrô Trần Đình Tứ đảm nhận vai trò linh mục chánh sứ, giáo sứ chính tòa, kiêm quản hạt giáo hạt Phú Cường và chánh án tòa án hôn phối giáo phận Phú Cường. Từ năm 1985, ngài đảm nhận vai trò giáo sư phụng vụ và luân lý tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 1985 đến năm 1991, cha Phêrô Trần Đình Tứ đảm nhận vai trò linh mục tổng thư ký Ủy ban Phụng tử trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày 5 tháng 11 năm 1998, Tòa Thánh bổ nhiệm cha Phêrô Trần Đình Tứ làm tân giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Tòa Thánh gửi thư mời ngài đến Roma để Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chủ sự nghi thức tấn phong giám mục cho ngài. Nghi thức tấn phong được diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 1999 tại đền thờ Thánh Phêrô. Giáo phận Phú Cường lúc này có 63 linh mục triều và 1 linh mục dòng, ngoài ra còn có 29 đại chủng sinh và 67 nữ tu. Một ngày sau lễ tấn phong, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có buổi tiếp kiến các tân giám mục và gia đình của tân chức. Cùng tham dự buổi lễ này có Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần, Giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, Đức ông Trần Văn Khả, Từ bộ Kỷ luật Bí tích và 20 thành viên thuộc gia đình tân giám mục. Một ngày sau đó, ngài cùng thân nhân đi Hoa Kỳ và chính thức nhận giáo phận Phú Cường vào ngày 26 tháng 1 năm 1999. Từ tháng 10 năm 1999, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đặc trách Hội Thừa sai Việt Nam sau khoảng thời gian gián đoạn vì hoàn cảnh và ngài đảm nhận chức vụ này cho đến tháng 10 năm 2020. Từ năm 2001, ngài đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban Phụng tử trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ năm 2002, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ là đại biểu Giáo hội Việt Nam tại các đại hội thánh thể quốc tế. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban Phụng tử và Nghệ thuật Thánh nhiệm kỳ 2004 đến 2007 và nhiệm kỳ 2007 đến 2010. Từ năm 2010 đến 2016, ngài đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Phụng tử thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Năm 2007, ngài trở thành thành viên Hội đồng Giáo hoàng đặc trách đối thoại liên tôn.
Ngày 13 tháng 6 năm 2009, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ cho khởi công xây dựng nhà thờ chính tòa Phú Cường. Ngày 30 tháng 6 năm 2012, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của ngài theo giáo luật và Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chính thức kế vị chức giám mục chính tòa. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước là học trò và cũng là người được Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ cho đi du học. Tuy đã hồi hưu, nhưng Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ vẫn tiếp tục công việc xây dựng nhà thờ chính tòa Phú Cường cho đến ngày hoàn tất. Sau khi từ nhiệm chức vụ giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường, Đức cha Phêrô vẫn kiêm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Phụng tử trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc trách Hội Thừa sai Việt Nam, thành viên Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Đối thoại Liên tôn, đại biểu Giáo hội Việt Nam tại Ủy ban Giáo hoàng và đặc trách các đại hội thánh thể quốc tế. Ngày 6 tháng 1 năm 2014, tại nhà nguyện Giáo phận Phú Cường, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ cử hành lễ tạ ơn kỷ niệm 15 năm giám mục. Đồng tế trong thánh lễ còn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam và 10 giám mục khác cùng đông đảo các linh mục, tu sĩ, chúng sinh, giáo dân thuộc các giáo phận Phú Cường, Xuân Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa cộng đoàn, như vậy, đến năm 2024, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã tròn 87 tuổi với 59 năm linh mục và 26 năm trong sự vụ giám mục. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức cha Khả Kính đã cùng với các đấng tiền nhân góp phần xây dựng giáo hội Việt Nam chúng ta ngày một phát triển tốt đẹp hơn. Xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Phêrô luôn tràn đầy ơn Chúa và sống an vui trong tuổi già. Trên đây là những khái quát về tiểu sử và hành trình của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ mà chúng con tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị có thông tin cần bổ sung, xin vui lòng cung cấp cho chúng con bằng cách comment vào phần bình luận dưới video. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con. Xin vui lòng nhấn nút like video và đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của chúng con.